Sáng nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tổ chức công bố khỏi bệnh và cho xuất viện đối với hai bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện. Theo đó, hai bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh và xuất viện sáng nay là bệnh nhân 421, 26 tuổi, trú quận Thanh Khê, đã 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 và bệnh nhân 635, 78 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, có kết quả âm tính 4 lần với SARS-CoV-2. Thời điểm ra viện, cả hai bệnh nhân sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không khó thở, X-quang phổi bình thường. Như vậy, đến nay đã có 88 bệnh nhân COVID-19 tại Đà Nẵng được điều trị khỏi bệnh, trong đó có trường hợp bệnh nặng, tuy có nhiều bệnh nền, nguy cơ tử vong cao, nhưng đã được điều trị khỏi bệnh.